Thì mà khi chúng ta nhìn nghiêng, chúng ta sẽ thấy cái tình trạng hôm nó rõ ràng nhất. Thì bình thường cái miệng của chúng ta, môi trên, mũi và cằm nó phải gần như nằm trên một đường thẳng thì nó mới hài hòa được. Còn nhưng mà riêng với khách hàng này, chúng ta có thể thấy là cái môi trên và môi dưới nó bị nhô ra phía trước rất là nhiều so với đường thẳng nối giữa mũi và cằm. Rồi cái thứ hai nữa là bình thường cái góc mũi môi của chúng ta nó tương đối, nó hơi tù một chút xíu hoặc hơi vuông, nhưng mà khách hàng này nó bị giảm nhiều do cái phần môi nó bị chìa hẳn ra phía trước. Thì khi mà nhìn nghiêng này, chúng ta thấy rõ ràng nhất cái tình trạng hô. Thì bình thường chúng ta cứ thắc mắc là khi nào chúng ta hô xương, khi nào chúng ta hô răng, như thế nào là sao phân biệt được. Thì đối với những trường hợp mà chúng ta nhìn thấy cái răng của khách hàng nó tương đối là bình thường như vậy, nó thẳng đều nhưng mà nó lại nhô cái phần xương phía trên của răng ra nhiều, đây chính là tình trạng hô xương. Với những tình trạng răng nó thẳng và đều như này rồi thì chúng ta nhìn răng nó không có cải thiện được, thì buộc lòng chúng ta phải tiến hành phẫu thuật chỉnh hình xương thì nó cải thiện hoàn toàn được. Ngoài ra khách hàng này khi chúng ta thấy nó cười nó còn hơi lộ nú một chút, thì trong cái quá trình phẫu thuật điều chỉnh xương hai hàm, chúng ta có thể điều trị cười hở nú luôn cho khách hàng. Để biết mà chính xác cái tình trạng của khách hàng có bị hô xương như thế nào, mức độ ra làm sao, cần phải điều trị phẫu thuật như thế nào, thì chúng ta có những cái phương án cận lâm sàng để giải quyết. Thì ở đây chúng ta có thể thấy đây là một tấm phim sọ nghiêng. Thì qua tấm phim sọ nghiêng này, chúng ta sẽ phân tích đo sọ, tức đo các thông số về độ nhô ra trước của hàm trên và hàm dưới, mức độ như thế nào, sao chúng ta cần phải điều chỉnh phẫu thuật. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là cả hai xương hàm trên và hàm dưới đều nhô ra trước rất là nhiều. Nhưng mà phần mũi và phần cằm nó hoàn toàn bình thường. Đây chính là cái cơ sở để chúng ta tiến hành phẫu thuật điều chỉnh xương hai hàm theo phương án mổ hàm hô hay hàm SO. Thì trước khi phẫu thuật, cái phần môi trên và môi dưới nó đều nhô ra trước rất là nhiều. Và sau khi phẫu thuật xong thì chúng ta có thể thấy là phần môi trên, môi dưới, cằm, mũi nó đã hài hòa hơn, nó thẳng lại chứ nó không có bị nhô ra phía trước nữa. Toàn bộ cấu trúc mô mềm này nó đã hài hòa hơn rất là nhiều so với trước khi phẫu thuật. Ngoài ra cái khách hàng của chúng ta có được một cái may mắn và rất là tốt ở chỗ là cái phần răng của khách hàng trước phẫu thuật nó đều, nên sau khi phẫu thuật xong chúng ta giữ nguyên cái khớp cắn phía trước cũng như phía sau nó ổn định. Thì sau khi phẫu thuật xong, cái răng của khách hàng chúng ta có thể thấy đây, tình trạng khớp cắn rất là tốt, hai hàm khít chặt nhau hoàn toàn. Chúng ta sẽ đảm bảo được quá trình ăn nhai. Đối với những trường hợp mà cái khớp cắn tốt như này thì sau khi phẫu thuật xong thì chúng ta không cần phải niềng răng luôn. Còn những bạn nào mà răng mà chen chúc lộn xộn hoặc là bị chìa ra hoặc cục ngọ quá nhiều thì những trường hợp đó chúng ta nên tiến hành điều chỉnh niềng răng sau phẫu thuật. Còn riêng đối với trường hợp khách hàng này, răng rất là đều, rất là đẹp nha các bạn, nó chỉ bị hô xương thôi, nhưng sau khi chúng ta điều chỉnh xương xong thì chúng ta để nguyên như vậy là được rồi, không cần niềng răng cũng được.